quốc gia châu Phi gọi mỏ khai thác vàng của công ty Trung Quốc là thảm họa sinh thái. Quốc hội Cộng hòa Trung Phi ngày 13 tháng 7 đã công bố một báo cáo do một ủy ban trong cơ quan này thực hiện với khuyến nghị rằng 4 mỏ khai thác vàng do công ty Trung Quốc vận hành nên đóng cửa vì mức độ ô nhiễm đáng báo động, gây đe dọa tới sức khỏe công chúng. Bản báo cáo đã sử dụng hàng loạt từ ngữ ám chỉ mức độ đáng báo động của tình trạng như thảm họa sinh thái, ô nhiễm sông ngòi, sức khỏe người dân bị đe dọa. Hoạt động khai thác mỏ vàng của các công ty Trung Quốc ở Ba Am không mang lại lợi ích cho nhà nước và gây nguy hại cho người dân và môi trường. Báo cáo kết luận, thảm họa sinh thái được điều tra tại các cơ sở khai thác vàng là cơ sở để dừng ngay lập tức, vô điều kiện các hoạt động trên. Báo cáo viết, một nhà truyền giáo ở Cộng hòa Trung Phi, cha Ao Jay Leo Gardea, đã đăng tải đoạn video cho thấy tình trạng con sông Ao Ham bị ô nhiễm và chỉ đích danh 4 công ty khai thác vàng Trung Quốc đứng sau hiện trạng này là Tianxian, Tianjin, Meng và Mao. Ủy ban điều tra đã dành 4 ngày khảo sát ở Ba Am tháng trước sau khi nhận được các phàn nàn từ người dân. Sau đó, họ phát hiện hàng loạt những vấn đề như tỷ lệ cá và sinh vật trên sông chết tăng và việc tiếp cận nguồn nước uống trở nên thu hẹp hơn. Ngoài ra, ủy ban này cũng chỉ ra những điểm bất thường trong sổ sách của những công ty Trung Quốc. Sản lượng khai thác một ngày trung bình 400 gram tới 1 kg vàng một ngày. Con số này trên thực tế không hợp lý nếu so với chi phí sản xuất mỗi ngày. Các nhà điều tra quan ngại rằng nguồn tài nguyên của đất nước đang bị khai thác phung phí. Bản báo cáo cũng nghi ngờ tình trạng không thể kiểm soát lượng vàng khai thác nói trên có sự đứng sau của các quan chức của cơ quan phụ trách hoạt động khai mỏ tại Cộng hòa Trung Phi. Cộng hòa Trung Phi rất giàu có về tài nguyên, tuy nhiên cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2012 tới nay khiến mùng 1 tháng 4 trên tổng số 4,5 triệu dân số nước này phải rời bỏ nhà cửa. Đức Hoàng, theo sở cờ mở tờ. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.